sáu dấu hiệu chứng tỏ cô ấy muốn nghiêm túc chứ không vui chơi qua đường thời này tình yêu đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh người ta có thể bước vào một mối quan hệ chỉ bằng một cái quẹt phải người ta có thể nói lời yêu ngay sau khi nhìn vào một bức hình cá nhân hoặc đọc một bản giới thiệu đôi khi ranh giới giữa sự chân thành và giả dối quá khó để phát hiện nếu như cô gái của anh em có sáu dấu hiệu này thì chúc mừng có lẽ anh em đang chọn đúng người rồi nên xem chín dấu hiệu chứng tỏ anh em đang yêu sai người sai thời điểm một cô ấy thích những cuộc trò chuyện sâu hơn những cuộc trò chuyện mà ai cũng có thể nói là chuyện tin tức anh đang làm gì anh đi đâu hôm nay anh có gì vui anh thích phim gì nhạc như thế nào thế nhưng một người muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với anh em sẽ không chỉ tìm hiểu phần bề nổi ấy họ muốn biết về tuổi thơ về gia đình về con đường đam mê và sự nghiệp của anh em về những quan điểm sống của anh em hơn là những câu hỏi như kiểu hỏi để điền vào bản lý lịch bản thân Hai cô ấy trả lời nhiệt tình biểu hiện này chắc các anh em đều hiểu khi anh em nhắn tin một đoạn dài tưởng chừng cả trang A4 mà cô ấy chỉ nhắn lại một chữ ok giả dạ. Ừ hay một ai cần lạnh nhạt thì toang khi cô ấy nhắn anh em trả lời ngay lập tức khi anh em nhắn cô ấy mất vài ngày đến một tuần để trả lời nếu những biểu hiện như vậy lặp đi lặp lại liên tục thì anh em nên xác định chỉ khi nói chuyện mà cả hai đều phối hợp nhịp nhàng ăn ý thì mới nên suy nghĩ đến chuyện xa hơn nên xem sao nhắn tin mà gái toàn cho ăn xin vì anh em chưa hiểu những nguyên tắc này ba cô ấy để quên đồ ở nhà anh em không biết vô tình hay cố ý nhưng các ông có quyền tin rằng cô ấy đang muốn nghiêm túc được đặt chân vào cuộc sống hàng ngày của anh em nếu anh em cũng thực sự nghiêm túc và muốn phát tín hiệu cho đối phương biết hãy mua cho cô ấy một chiếc cốc hoặc một chiếc bàn chải đánh răng và để ở nhà anh em bốn cô ấy giới thiệu anh em với bạn bè của mình các cô gái thường không giới thiệu bạn bè của mình với bất kỳ ai cả nhưng khi họ nghiêm túc với một chàng trai họ muốn bạn bè của mình cũng gặp anh ta để cho họ thêm những nhận định và lời khuyên vậy nên nếu cô ấy rủ các ông đi ăn hay đi chơi cùng bạn bè thì điều đó có nghĩa rằng cô ấy đang muốn tiến tới một cấp độ mới trong mối quan hệ này nên xem những sự thật chứng tỏ hội bạn thân sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn năm cô ấy thoải mái thể hiện cử chỉ gần gũi với anh em thực ra phụ nữ hay đàn ông cũng thế khi nghiêm túc và thật lòng với một người, chuyện công khai hay chuyện thể hiện tình cảm ở nơi công cộng là điều hết sức bình thường, nhưng khi cô ấy có những cử chỉ gượng gạo, né tránh. Khi chỉ có hai người thì khác, khi ở nơi đông người lại một kiểu thì anh em nên cẩn thận, có lẽ cô ấy chỉ muốn vui chơi qua đường chứ không có ý định nghiêm túc hay lâu dài đâu. 6. Cô ấy thường xuyên nói chuyện về tương lai và trong câu chuyện tương lai đó có hình ảnh của các ông.